xin chào các bác ạ. Em ở bên Lương Âm Thanh. Thì hôm nay thì tiện một cái đơn hàng của cái chú khách chú Lê Hồng Trung ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Thì chú ấy đặt lấy ở bên em một cái bộ sản phẩm gồm có một con vang cơ cao cấp Lake Acoustic FX9 Bluetooth và một con lưng tiếng TD Acoustic, mã con sản phẩm này là con CP600. Thì đây là hai sản phẩm đều là hàng chính hãng các bác nhé. Thì trên thị trường hiện giờ thì bất kỳ một cái thiết bị điện tử nào thì đều có những cái hàng đắt tiền, hàng rẻ tiền, hàng chính hãng và hàng nhái. Thì đây là hai con hàng chính hãng các bác nhé, hàng chính hãng Lake Acoustic FX9 hàng chính hãng và con TD Acoustic lưng tiếng TD Acoustic CP600 Pro 600 hàng chính hãng. Và đây thì em đang trước khi mà gửi đi cho các bác thì đầu tiên em bao giờ cũng test tất cả những cái chức năng hoạt động bình thường thì mới gửi đi. Thì cái chú Trung này thì chú mới mua hai cái sản phẩm này về chú mới ghép với cả âm ly. Đấy, và chú yêu cầu ở bên em là làm một cái video để cung ghép vào âm ly và test trước cho chú ấy, trước khi gửi đi. Thì ở đây thì em cũng đang sử dụng một con âm ly. Thì trên thị trường hiện giờ các bác đang rất nhiều, đa số các bác là đang sử dụng những con âm ly. Thì nhược điểm của những cái âm ly là tiếng nhạc của nó chưa hay, chưa được chắc. Và đặc biệt nữa là khi mà các bác hát thì nó không được hay và nó hát hay bị rít mic. Và một số những cái âm ly khác mà sử dụng lâu năm rồi thì những cái chiếc áp này, các bác vặn nó sột xà ấy, lúc thì ra hai loa, lúc thì ra một loa, thì nó không cân bằng như vậy. Và hát với âm ly như vậy thì nó rất là chán. Thì để mà bỏ hẳn cái âm ly đi để các bác mua một cái thiết bị khác, mua một con đẩy khác thì nó rất là tốn kém và vứt con âm ly đi rất là lãng phí. Thì cái phương án là các bác mua một con vang cơ và một con lưng tiếng như chú Trung này chú mua về để lắp vào âm ly và nâng cấp âm ly lên thì nó hát nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì những cái video mà hướng dẫn các bác lắp ráp cũng như là test những cái chất âm mà khi mà lắp vào những cái con vang cơ để vào âm ly thì em đã làm rất là nhiều rồi. Thì hôm nay chỉ là một cái video làm nhanh để test nhanh gửi đi cho cái chú khách này. Thì đây em đang sử dụng một con vang này. Tiếng các bác nghe thì tiếng tép cũng như tiếng bát của nó rất là hay, rất là tròn trĩnh và rất là sắc nét. Ở đây thì lắp vào âm ly thì các bác sẽ có hai cách lắp, một là lắp vào đường đầu vào, cả hai nữa là lắp vào đường công suất và giúp đi cầu chữ U và lắp vào công suất. Thì ở đây thì em chỉ nói qua về cái cấu hình lắp ráp này. Đầu tiên cái tiếng nhạc sẽ đưa vào cái con vang cơ, đưa vào con vang cơ và tiếng mic sẽ đưa vào con vang cơ và phối trộn tiếng nhạc với tiếng mic ở trên con vang cơ này và xuất ra hai cái đường đệ, hai đường tiếng này. Bằng jack cao lông thì em sẽ chuyển cái jack cao lông này, hai cái đường tiếng từ con vang cơ này sẽ đưa xuống cái đường vào của con lưng tiếng, đưa vào đường vào của con lưng tiếng. Và khi vào đưa vào con lưng tiếng thì tiếng nhạc cũng như tiếng mic sẽ được khuếch đại lên, sẽ được lưng tiếng nhạc và lưng tiếng mic lên cho hay hơn. Và các bác sẽ chỉnh bát trung tép ở trên cái con lưng tiếng này và sẽ đưa ra hai đường tín hiệu ra. Thì hai đường tín hiệu ra này sẽ đưa vào đường vào của con âm ly các bác nhé, đưa vào đường vào của con âm ly và được khuếch đại lên và đưa ra loa bằng hai cái đường ra loa là như vậy. Thì cái kết cấu và cái lắp đặt thì nó rất là dễ dàng các bác nhé. Và trên cái con lưng tiếng này nó có cả cái đường súp ra đây các bác nhé, đường súp ra, cắt súp ra. Thì các bác có thể là chỉnh to nhỏ của súp hoặc là chỉnh tần số cắt súp là bao nhiêu. Thì con lưng tiếng này thì cái đường tín hiệu đầu vào cũng như đầu ra thì các bác rất là dễ, có cả đường ca lông cũng có và đường hoa sen cũng có. Đấy, còn cái con trên vang cơ thì nó là một cái dòng vang cơ cao cấp rồi, em giói rất là nhiều rồi, có rất nhiều những tính năng ở trên con này, rất là, tiếng nó rất là hay. Đấy thì là một cái video test nhanh cái sản phẩm này. Đây các bác sẽ nhìn cái hàng chuẩn hãng của TD Acoustic, các bác sẽ nhìn cái lượng nước sơn của nó thì rất là đẳng cấp luôn ạ. Đấy, rắc riếc thì bằng đồng 100%, nhìn sáng loáng luôn các bác nhé. Đấy, các bác sẽ nghe thấy tiếng nó rất là hay luôn ạ. Các bác để ý ở đây nhé, con lưng tiếng này em bao giờ có đèn này là con lưng tiếng hoạt động và không có đèn là con tiếng lưng tiếng không hoạt động. Thì các bác sẽ cảm nhận âm thanh và khi nó hoạt động và khi nó không hoạt động thì các bác sẽ biết là cái tác dụng của con lưng tiếng này. Đấy, các bác khi mà nghe thấy mà khi mà bật lưng tiếng lên thì các bác sẽ nghe thấy tiếng nó thoát hơn rất là nhiều, tiếng nó đanh hơn rất là nhiều và tiếng bass nó sâu hơn rất là nhiều các bác nhé. Đấy, tác dụng của con lưng tiếng nó rất là tốt, các bác sẽ lưng tiếng nhé, hát cũng như là lưng tiếng nhạc lên nghe tiếng nó rất là hay. Bây giờ thì em sẽ thử cái tiếng mic các bác nhé. Đây thì em sẽ test nhanh với cả một cái mic có dây các bác nhé, một cái mic có dây đây rất là nhạy tiếng luôn các bác. Và cái mic này thì bên em bán cũng rất là nhiều, giá thành thì chỉ có hơn 500.000 thôi nhưng mà tiếng của con này rất là tuyệt vời luôn các bác nhé.
lưng 6 7 tiếng ngọn, tiếng cực kỳ hay luôn các bác nhá. A lưng 6 7 1 2 a lưng 1 1 1 các bác nghe thì tiếng alo thôi, nhưng các bác nghe thì tiếng nó rất là ấm, rất là sáng tiếng. A lưng 1 1 2 lưng 1 1 2 a lưng 1 1 2 a lưng 1 2 3 4 tiếng rất là ok luôn các bác nhá. A lưng 6 7 đấy thì em làm một cái video test nhanh cái sản phẩm này. Thì nói thẳng với các bác là bất kỳ một cái sản phẩm nào khi mà bên em mà xuất đến tay khách hàng ấy, thì trước khi mà mang đi cho khách hàng thì tất cả những cái chức năng em phải hoạt động bình thường hết thì em mới đưa đến tay khách hàng. Đấy thì các bác hoàn toàn an tâm là như vậy các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đây là một cái video test nhanh những cái sản phẩm này. Và ngoài những cái thiết bị này ra thì bên em còn bán rất là nhiều những cái thiết bị khác để phục vụ âm thanh karaoke. Bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em, giá thành các bác thì đưa đến các bác là rất là hợp lý. Đấy, và các bác theo dõi video của bên em thì các bác nhớ ấn nút đăng ký, dưới mỗi đoạn video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ. Các bác nhớ ấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh của em và đồng thời cũng là xem sớm nhất những cái video em mới phát hành với những cái sản phẩm mới. Em cảm ơn các bác ạ. Em xin chào các bác.